Xin chào bạn, hồi sáng giờ mình và Huy đang tranh cãi một cái từ rất là quen thuộc nhưng mà không ai chịu là người đó đọc đúng hay đọc sai hết. Thì đó là cái từ hiệu năng performance, còn Huy lại là đọc performance. Mình lại nghĩ là nó phải là performance nó mới đúng. Nhưng thôi thì bây giờ mình in sẵn ra đây và mình đi hỏi thêm nhiều người nữa để coi là cái tỷ lệ với người đọc có khác nhau như thế nào. Đúng, cái này đọc sai luôn. Performance. Performance. Ừ. Ok, được chưa? Đọc, để đọc sao không? Performance. Đấy, để đọc sao? Performance. Đọc bài anh. Performance. Performance. Ok, tôi thấy, để đọc sao? Performance. Đọc, để đọc sao? Okay. Sau khi đi hỏi cả một vòng khá là đông người ở công ty thì có vẻ như là mình đọc sai rồi, nhưng mà mình vẫn không tin lắm, cho nên là mình sẽ tìm một người bản địa nói tiếng Anh, một giáo viên bản ngữ để double check lại thêm một lần nữa xem là có chính xác hay không. Thì đây chính là app Cambly, anh em có thể tải nó từ store về. Chúng ta sẽ có cái mục đó là luyện tập nói tiếng Anh và chúng ta sẽ có những cái giáo viên đó, rất là nhiều những cái giáo viên ở đây sẽ sửa cho chúng ta từng chút như thế á. Oh, hello, I am Minh Đức, I come from Vietnam. Okay, I'm Johnny. Johnny. Okay, nice to meet you, Johnny. Performance, say it like that. Performance. Toàn rồi Huy à. Thực ra là Đức đọc sai rồi. Theo như thầy dạy tiếng Anh của Đức ở bên Mỹ á, thì là Đức đọc sai từ đó này. Bèo. Và sau khi học 45 phút với lại anh bạn thầy này thì có một cái sự thật rất là phũ phàng mình đã phát hiện ra, chính là mình đã đọc sai luôn cả cái tên của ứng dụng này. Thực ra thì ứng dụng này tên là Cambly chứ không phải là Cambly giống như là mình đọc từ đầu tới cuối. Và anh em thấy đó, cũng thông qua ứng dụng này á, thì không phải chỉ là cái tên này mà còn sẽ rất nhiều những cái từ khác mà mình vốn dĩ phát âm sai cũng sẽ được những người thầy cô ở đây họ chỉ ra cho mình. Cơ bản là vậy.